Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Trong video lần này thì hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng tìm hiểu về dự án Shophouse của khu đô thị Saigai Nhà Bè nhé. Shophouse Saigai Thập Nhị nằm trong khu đô thị Saigai Nhà Bè thuộc phân khu Sai River County 1, thuộc tính thương mại vừa ở vừa kinh doanh nên đây được xem là sản phẩm Shophouse thu hút khách hàng trên thị trường. Căn Shophouse nằm mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất tiện lợi cho việc kinh doanh mua bán và làm văn phòng. Diện tích của căn Shophouse mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay có diện tích là 7x18m, tổng 126m², xây dựng 1 trệt, 3 lầu áp mái. Đường trước nhà là 60m, kèm theo con đường tự mở 12m. Vỉa hè khá rộng rãi nên tiện lợi cho việc đỗ xe mua sắm shopping. Hướng căn nhà là hướng đông nên không ảnh hưởng trực tiếp ánh nắng của mặt trời. Và mỗi căn Shophouse đều được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng dân cư đẳng cấp. Tương lai thì đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất dự án của Saigai Nhà Bè. Và đây được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Và bên cạnh đó thì dự án còn được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng như là đơn vị xây dựng Hòa Bình, phần móng Đông Dương, mặt bằng tổng thể là ETAW, Giang Châu Architect TA Group, thiết kế cảnh quan, nội thất căn nhà phố của ONG & ONG đến từ Singapore, thiết kế hạ tầng là TD South Nageco. Shophouse thuộc dự án là 350 hectare của tập đoàn GS Hàn Quốc, được biết đến là chủ đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam như tuyến Metro số 1, cầu Vàm Cống, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Quý Cao, thiết kế cảnh quan Laguna và Lamco Resort Huế. Quý anh chị sẽ được hưởng free những tiện ích tại dự án nhà phố Saigai Nhà Bè như là hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, hầm rượu dưới đất hay là công viên. Với 3 clubhouse thì đây là đặc quyền dành cho cư dân sinh sống tại nơi đây, không sang trọng, rộng rãi, chuỗi coffee, vui chơi rèn luyện sức khỏe và hồ bơi. Bên cạnh đó thì còn có pocket garden, đây là khái niệm mang đến 4 mùa khởi sắc xuân hạ thu đông, luôn luôn chuyển trạng thái quy luật thuận theo tự nhiên, tương xứng 4 mùa trong năm. Và đây cũng là điểm đến độc đáo tại khu đô thị Saigai GS Metro City Nhà Bè. Với công viên giác quan sẽ kết nối mọi giác quan, mang đến cảm nhận tốt nhất về 4 mùa tại nơi đây. Và 3 khu công viên là công viên bí mật, công viên ánh sáng hay là công viên hoang dã. Như vậy thì dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Dự án cũng là khu đô thị lớn tầm cỡ phía Nam Sài Gòn với quy mô rộng lớn lên đến 350 hectare, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng. Và đây là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Như vậy thì hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng tận hưởng sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống tại GS Metro City. Quý anh chị cần thêm thông tin thì hãy inbox ngay cho chúng tôi nhé. Hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm hay chuyển nhượng lại dự án thì hãy gửi thông tin cho chúng tôi. Hẹn gặp lại và xin chào các anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.